Kính chào quý vị và các bạn. Mỗi quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, tiếp tục phiên chất vấn vào sáng nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời chất vấn của các đại biểu về trách nhiệm thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý. Liên quan tới việc ổn định giá cả, thị trường nguồn nguyên liệu đầu vào, Bộ trưởng Lê Minh Quang cho biết, Bộ đã vào cuộc phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, siết chặt công tác quản lý thị trường, chỉ đạo các hệ thống, các hiệp hội ngành hàng tháo gỡ khó khăn, góp phần giảm đà tăng giá, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm hữu cơ, khuyến cáo nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Xu thế tiêu dùng bắt buộc chúng ta phải có ra những nông sản đáp chuẩn của thị trường, đó là chuẩn sinh thái. Thì chúng ta phải chuyển từ một nông nghiệp truyền thống mà nó không chất lượng sang một chuẩn sản phẩm sinh thái, thì từ cái quy trình sản xuất, từ cái cân phân cái vật tư nguyên liệu đầu vào, từ phân tới thuốc và những cái quy trình canh tác để không làm tổn hại môi trường. Làm rõ thêm các giải pháp của chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết, thời gian tới, chính phủ sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán để các sản phẩm nông nghiệp sớm được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn, từng bước giảm xuất khẩu tiểu ngạch. Có cơ chế mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ tín dụng, miễn giảm các loại phí, thuế, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất vật tư nông nghiệp, phân bón, nhất là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, khắc phục tình trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp theo mùa vụ nhằm hỗ trợ tiêu thụ, gia tăng giá trị sản phẩm cho người nông dân. Trong phiên chất vấn đã có 34 đại biểu đã thực hiện chất vấn, có 4 ý kiến đăng ký tranh luận. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, cơ bản bám sát nội dung chủ đề đặt ra, có trọng tâm trọng điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng và trách nhiệm cao. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn trước Quốc hội. Nhìn chung đã trả lời đầy đủ, bao quát các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra, đồng thời đã gợi mở rất nhiều định hướng lớn và đề xuất một số giải pháp cụ thể cho lĩnh vực này trong thời gian tới. Cuối buổi sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời chất vấn về giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến xác định giá quyền sử dụng đất, công tác thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến nhà đất, công tác quản lý thị trường chứng khoán, giải pháp ngăn chặn, chấn chỉnh vi phạm trong lĩnh vực tài chính. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào sáng nay. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30,6% so với tổng giá trị sản phẩm. Tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị của thành phố giai đoạn 2014-2021 đạt 13,02%. Tuy nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng khoa học và công nghệ được quan tâm đầu tư nhưng chưa tương xứng với nhu cầu phát triển, đặc biệt là với định hướng trở thành trung tâm dùng về khoa học và công nghệ. Từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Thành ủy Cần Thơ có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, gắn việc phát triển khoa học và công nghệ với kinh tế số, chính quyền điện tử, công dân số và quá trình xây dựng thành phố thông minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã có cuộc gặp gỡ tỷ phú người Anh Joe Lewis, chủ câu lạc bộ bóng đá Tottenham, nhân dịp ông trở lại Cần Thơ lần thứ ba để tham quan du lịch bằng chiếc siêu du thuyền Aviva của mình. Theo tỷ phú Joe Lewis, sở dĩ ông chọn trở lại Cần Thơ là vì yêu thích khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành và hơn hết là người dân rất thân thiện, lịch sự và hiếu khách. Liên quan đến gợi ý Cần Thơ có thể trở thành trung tâm du thuyền trong lần đến thăm năm 2019, vị tỷ phú người Anh cho rằng Cần Thơ rất có lợi thế về sông nước nên tham quan nghiên cứu từ những địa phương trong nước đang phát triển mạnh về dịch vụ du thuyền và phải phát triển từ thấp đến cao, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
đặc biệt cần đề xuất chính phủ để cải thiện một số thủ tục về hải quan cho du thuyền nước ngoài để có thể cạnh tranh toàn cầu, vì Việt Nam có thừa điều kiện về đường biển và hệ thống sông ngòi để trở thành thủ đô du thuyền của châu Á. Cùng với đó, nên xem mỗi du thuyền như là một du khách để phát triển hệ sinh thái phục vụ du thuyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng quý báu của tỷ phú Joe Lewis cũng như tình cảm đặc biệt mà ông dành cho Cần Thơ. Đồng thời cho biết Cần Thơ đang được Trung ương quan tâm thông qua các nghị quyết quan trọng, nhất là về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó có một số vấn đề liên quan đến hàng hải cũng như liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỷ phú Joe Lewis để Cần Thơ có thể thực sự trở thành trung tâm du thuyền trong tương lai. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Bình Thủy vừa có buổi tiếp xúc trên 200 cử tri phường Long Tuyền và phường Trà An trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri hai phường kiến nghị cần quan tâm nâng cấp mở rộng các tuyến đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Trần Quang Diệu đến cầu Bình Thủy, đường Bùi Hữu Nghĩa và các tuyến hẻm trên địa bàn. Ngành chức năng cần có biện pháp xử lý vấn đề bỏ rác không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Quan tâm nâng cấp cải tạo hệ thống hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước, tránh ngập nghẹt khi mùa mưa đến. Ngành chức năng cần thường xuyên mé các nhánh cây che khuất tầm nhìn ở các tuyến đường, tránh tai nạn giao thông. Về dự án quy hoạch làng đại học tại khu vực Bình Phó B kéo dài hơn 10 năm, vì vậy cử tri yêu cầu các đơn vị chức năng cho biết có triển khai thực hiện không. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Bình Thủy và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đã giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp kiến nghị của bà con cử tri trình Hội đồng Nhân dân thành phố và quận trong kỳ họp tới. Đến thời điểm này, quận Ô Môn đã hoàn thành việc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước kỳ họp giữa năm nay. Tại các buổi tiếp xúc, đa số cử tri kiến nghị về việc bình ổn giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ đầu ra nông sản cho nông dân, ngành chức năng cần thường xuyên khảo sát, nâng cấp các tuyến đường, tuyến điện xuống cấp, sớm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công. Cử tri cũng nêu những khó khăn trong cấp đổi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dự án khu tái định cư Phong Điền có diện tích khoảng 5 hectare với 286 nền, được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Mục tiêu là tạo quỹ đất nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án này. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 171 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Trí Việt. Dự án được khởi công ngày 15 tháng 6 năm rồi, đến nay đã hoàn thành việc phát quang, bơm cát, san lấp mặt bằng, đặt cống thoát nước các trục đường. Đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại như đường giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, vân vân nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Tuy nhiên hiện nay đơn vị thi công đang gặp khó do còn một hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Qua kiểm tra, đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định của nhà nước bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đơn vị thi công tăng cường trang thiết bị, máy móc, nhân lực để thực hiện các hạng mục còn lại đảm bảo tiến độ. Vào ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm hướng tới mục tiêu phát động toàn xã hội cùng hành động bảo vệ trẻ em không bị xâm hại và bạo lực để trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Tháng hành động vì trẻ em năm nay tại Cái Răng diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Quận đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tăng cường kiểm tra giám sát toàn diện về thực hiện quyền trẻ em và các chính sách đối với trẻ, tổ chức các khóa học bồi dưỡng năng khiếu và rèn luyện kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ trước các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, đặc biệt là tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để trao học bổng, thăm tặng quà, xây dựng nhà ở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc y tế, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh, khuyết tật, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của trẻ. Dịp này, ban tổ chức đã trao 60 phần quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại 7 phường. Mỗi phần quà gồm tiền mặt 200.000 đồng và sữa tươi.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến những giờ ra chơi vui vẻ bổ ích cho học sinh, liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Ô Môn đã và đang triển khai hiệu quả mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo. Tại trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, học sinh ùa xuống sân trường để tham gia hoạt động tập thể trong tiếng cười đùa vui vẻ. Lúc này, khuôn viên trường được chia làm nhiều khu vực phù hợp với sở thích vui chơi của học sinh. Nhóm thì nhảy dây, bóng chuyền, đá cầu. Nhóm thì đọc sách ngoài thư viện xanh, tập trống và đàn hát các tiết mục văn nghệ hay trải nghiệm chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vân vân. Em thấy giờ ra chơi của trường em rất là sôi nổi, thú vị và rất là nhiều hoạt động. Em thích nhất là các hoạt động, các kỹ năng đội ở trường. Những cái hoạt động đó giúp em tự tin hơn trong những cái hoạt động của cuộc thi sắp tới như là hội trại và chỉ huy đội giỏi. Dạ, ra chơi thì em thường xuống là nhổ cỏ, trồng hiên hoa và tưới cây cho hoa. Em muốn tạo cho một môi trường nó trở nên thân thiện với mọi người và các bạn học sinh. Và nhiều khi là có những áp lực ở trên lớp thì em thường xuống ra ngắm hoa như là tạo một cảm giác thoải mái cho mình. Tùy theo nhà trường sắp xếp, giờ ra chơi có thể là 15 hay 30 phút. Bên cạnh đó, để tránh nhàm chán, hoạt động trải nghiệm sẽ được trường thay đổi liên tục để tạo sự tò mò và thích thú cho các em. Mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo hiện nay đã được 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở quận Ô Môn triển khai áp dụng. Với nhiều hoạt động trải nghiệm như chăm sóc vườn thuốc nam, vườn hoa chi đội, vườn rau sạch đã thu hút trên 26.000 lượt đội viên thiếu nhi tham gia. Các em rất là hào hứng khi tham gia các trò chơi, tại vì qua đó các em được trao đổi những lượng kiến thức với nhau và những em nó trao đổi về học tập với nhau và các thầy cô cũng có cái dịp gần gũi với các em hơn. Trong thời gian tới thì hội đồng đội quận Ô Môn tiếp tục chỉ đạo các liên đội trực thuộc hội đồng đội duy trì phát triển cũng như là tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoặc là giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo và các cấp trải nghiệm trong trường như là vườn rau sạch, vườn thuốc nam, vườn hoa chi đội. Từ những cái hoạt động trải nghiệm đó sẽ giúp cho các em có nhiều kỹ năng hơn, học hỏi nhiều kỹ năng, ứng dụng được những cái kỹ năng đã học trên lớp vào thực tế và giúp cho các em có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau những giờ học căng thẳng mà còn tăng thêm sự gắn kết giữa thầy và trò cũng như giữa các em học sinh trong toàn trường. Để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông vận chuyển hành khách trên các phương tiện đò phà trong mùa mưa bão, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức kiểm tra đồng loạt các bến đò, bến phà và bến tàu du lịch trên địa bàn. Lực lượng chức năng kiểm tra việc trang bị bình chữa cháy theo số lượng tương ứng với số hành khách trên phương tiện, chứng nhận tập huấn an toàn về phòng cháy chữa cháy, các bố trí hệ thống điện sử dụng từ các bình ắc quy để phát đèn còi, cùng với quy định không được hút thuốc trên phương tiện. Toàn thành phố có khoảng 87 phương tiện đò phà và bến tàu du lịch, nhiều nhất là quận Ninh Kiều và Cái Răng. Bước đầu qua kiểm tra, hầu hết các chủ phương tiện đều chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, một số phương tiện bình chữa cháy hết hạn sử dụng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.